비추고 Bất kỳ một chi tiết nào trên sản phẩm, một khi đã được sản xuất đều có công dụng của chúng. Không phải tự nhiên mà nhà sản xuất lại quyết định đưa chi tiết này, chi tiết kia vào sản phẩm. Chúng đều có mục đích, chứ không phải chỉ để trang trí. Và là một người tiêu dùng thông minh, một người nội trợ hiện đại, bạn cần biết mục đích sử dụng của những chi tiết tưởng như dư thừa, trang trí đó để công việc bếp núc của mình dễ thở hơn. Bạn biết chúng tôi đang muốn nói đến chi tiết nào trong những món dụng cụ nhà bếp không? Đó chính là cái lỗ quen thuộc trên tay cầm của nhiều loại nồi chảo. Làm bếp đã nhiều năm, tiếp xúc với biết bao nhiêu cái nồi chảo, vậy đã bao giờ bạn nghĩ đến cái lỗ trên tay cầm có tác dụng gì chưa? Nhiều chị em sẽ trả lời ngay rằng dùng để treo lên giá phải không? Đúng rồi, đó là một công dụng của cái lỗ này. Nhưng chúng tôi đang muốn đề cập đến một công dụng khác mà ít chị em nội trợ nào biết đến. Chúng tôi chắc chắn rằng khi biết bạn sẽ cực kỳ bất ngờ, hệt như nhiều chị em nội trợ khác trên khắp thế giới. Nó còn dùng để cố định muôi, sạn hoặc thậm chí là cả đũa nấu bếp. Có lỗ này, bạn không cần phải loay hoay tìm chén hay đĩa để kê vá múc canh, muôi, sạn mà chỉ việc cắm vào lỗ mà thôi, thuận tiện hơn rất nhiều phải không nào? Biết được công dụng này rồi, chắc hẳn bạn không cần phải tốn tiền mua máy vật dụng hỗ trợ cố định sạn muôi nữa. Thế đấy, giờ thì bạn đã tin rằng không có một chi tiết nào trên vật dụng là dư thừa chưa? Chỉ cần bạn chịu khó tìm hiểu và vận dụng, công việc bếp núc của bạn sẽ luôn luôn dễ thở. Hãy chia sẻ khám phá này cho bạn bè nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!